Kaiseki, bữa tối truyền thống của người Nhật. Bữa tối truyền thống Kaiseki bao gồm nhiều món, mỗi món lại bao gồm nhiều khẩu phần nhỏ và nhất định phải ăn theo thứ tự. Đầu tiên là canh hoặc súp, sau đó là các món chiên, món hấp, món hầm, món nướng và cuối cùng là cơm. Cơm thường ăn kèm với rau củ và súp miso. Bao nhiêu năm cứ ngỡ người Nhật ăn cơm là chính như chúng mình, nhưng hóa ra trước đây cơm được dùng như món sau cùng trong bữa ăn, chỉ ăn theo kiểu tráng miệng thôi đó. Nhà nào nghèo không đủ tiền để ăn món chính ở trên kia thì mới phải ăn cái phần tráng miệng này cho qua bữa thôi. Nghe qua thì có vẻ ngược đời vì người châu Á vẫn ăn cơm kèm với các món mặn, cuối cùng là món canh hoặc dùng chung trong lúc ăn cơm. Nhưng thật ra người Nhật thích dùng canh xong rồi mới ăn cơm vì cơm là tinh bột, mà tinh bột thì lại chuyển hóa thành đường, mà đã là đường thì sẽ ngọt, ngọt chỉ thích hợp để ăn tráng miệng mà thôi. Hơn nữa khi đói, nạp nhiều món có chất đường hoặc tinh bột sẽ làm rút nước từ bao tử để hóa tan những thứ đã hấp thu. Ngoài ra, bữa ăn Kaiseki còn giúp giảm được khá lượng muối trong khẩu phần ăn do không cần phải nêm đậm để ăn chung với cơm, đồ ăn sẽ nhạt và dễ ăn hơn. Ngày nay cũng chỉ còn các nhà hàng Kaiseki truyền thống phục vụ những bữa ăn Kaiseki theo yêu cầu, đúng là kiểu ăn chỉ dành cho nhà giàu mà.